Alo, hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh Kèo Bóng Minh Hải ngày hôm nay. Thì tối ngày hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai sẽ tiếp tục diễn ra một số trận đấu của các giải vô địch quốc gia ở châu Âu. Thì lúc nãy mình cũng có lên cho anh em hai video. Video đầu tiên là cái trận đấu bù của cúp C2 châu Âu giữa Arsenal và PSV Eindhoven. Thì trận đấu này diễn ra lúc 0 giờ tối ngày hôm nay. Mình lúc nãy đã lên ở kênh Kèo Bóng Minh Hải cho anh em theo dõi rồi. Đấy, còn trận đấu của Ngoại hạng Anh thì tối hôm nay có hai trận đấu Fulham với lại Aston Villa và một trận đấu của Leicester City và Leeds United. Thì mình đã lên cho anh em trận đấu Leicester City ở kênh soi kèo nhanh, soi kèo bóng đá này. Đấy, anh em có thể ghé qua hai kênh bóng tham khảo cũng như là lựa chọn những cái mã kèo mà anh em thấy uy tín nhất để anh em mà đầu tư. Và anh em cũng đừng quên là ấn đăng ký kênh để có thể theo dõi các video mình lên ở trong ngày. Còn video tiếp theo ngày hôm nay thì cũng hơi muộn rồi đấy, cho nên là mình cũng nói nhanh để cho anh em tham khảo thôi. Đó là trận đấu mình được xem là cũng tâm điểm của bóng đá châu Âu trong ngày hôm nay, đó là trận đấu giữa Barcelona với là Villarreal. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng ngày mai, ngày 21 tháng 10. Hiện tại thì trên bảng xếp hạng thì Barca đang tạm xếp thứ hai, đang xếp thứ hai đấy, so được với 22 điểm khi mà họ thi đấu ít hơn, và cùng cùng với đó là họ cũng vừa mới để thua Real Madrid ở trận đối đầu trực tiếp ở cuối tuần vừa qua, trận đấu mà Barca đã để thua Real với tỷ số 3-1. Vậy nên thì trận đấu này Barcelona chắc chắn là phải cần 3 điểm để không muốn Real phải bỏ xa về khoảng cách. Với Villarreal thì hiện tại họ đang đứng ở vị trí thứ 7, sau 9 vòng đấu thì họ có 15 điểm. Đấy. Và phong độ họ cũng khá là thất thường, thật sự là mùa giải này họ phong độ rất là thất thường. Còn đối với Barca thì phong độ của họ từ trước khi gặp Real Madrid thì phong độ của họ là bất bại tại đấu trường La Liga này. Đấy. Ở cuối tuần vừa qua thì Villarreal cũng đã có chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Osasuna. Đấy. Còn Barca thì để thua Real 3-1. Còn ở đấu trường châu Âu thì Barca đang lâm vào cái cảnh có thể rất dễ bị loại ngay từ vòng bảng, khi mà hiện tại họ đang chỉ có được có 4 điểm sau 4 và 4 trận đấu, kém Inter với là Bayern Munich, cụ thể thì kém Inter 3 điểm và kém Bayern Munich 12 điểm. Vậy nên thì cơ hội lọt vào vòng bảng của Barcelona đang bị hẹp đi rất là nhiều. Còn đối với câu lạc bộ Villarreal thì ở đấu trường cúp C3, đấy, Villarreal tham dự các đấu trường cúp C3 thì họ cũng đang đang có được 12 điểm, đang dẫn đầu bảng, thì gần như là Villarreal sẽ có được cái vé đi tiếp rồi. Đấy. Vậy nên thì ở trận đấu này Barcelona đang thật sự là cái tâm lý vừa để thua Real ở cuối tuần vừa qua, và cùng với cái tâm lý là có nguy cơ phải loại ở cúp C1, cho nên là thật sự là chắc chắn là điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới lối chơi cũng như là phong cách thi đấu của câu lạc bộ Barca vào rạng sáng ngày mai. Trong những lần đấu gần đây thì Barcelona cũng có phong độ không được tốt, nó vẫn có chiến thắng nhưng mà họ cũng không có cái chiến thắng gọi chung là tưng bừng cho lắm. Trận gặp Celta Vigo, được đối thủ được xem đánh được đánh giá là thấp hơn rất là nhiều về đẳng cấp cũng như phong độ, nhưng mà họ cũng chỉ giành chiến thắng tối thiểu có 1-0. Và hai lần gặp Inter, cả lượt đi cả lượt về, thì lượt đi thì họ để thua, lượt về thì bị cầm hòa, nên là Barca cũng đang có cái phong độ không được tốt. Còn với Villarreal thì ở đấu trường cúp châu Âu thì họ đang có thành tích bất bại, còn về La Liga thì họ lại thi đấu khá là phập phù, ít nhất là trong 3 trận đấu gần đây nhất tại La Liga thì họ đã để hòa 2 trận và để thua 1 trận, và chỉ có mới có chiến thắng ở trong vòng vòng đấu thứ 9 vừa rồi trước Osasuna với tỷ số là 2-0. Nên là trận đấu này mình nghĩ là cả hai đội thật sự đang có phong độ ở đấu trường của Đức Quốc Quốc nội đang ngang nhau. Về cái tỷ lệ kèo hiện tại thì Barca đang được đánh giá rất là cao khi đang chấp ở mức 1.25, điểm ăn này cả khá là nhiều, kèo bàn thắng là 3 hòa. Hiệp 1 thì Barca cũng chấp 0.5, kèo bàn thắng hiệp 1 là 1.25. Thì mình nghĩ là với trận đấu này với mức kèo 1.25 thì mình nghĩ là khó thể Barca vượt qua được.
với tâm lý hiện tại cùng với là cái việc phải xoay tua đội hình với cái lịch thi đấu khá là dày thì mình nghĩ là với mức kèo 1.25 Barca khó thể vượt qua được. Đấy. Nếu như mà anh em đầu tư kèo chấp thì mình nghĩ anh em nên đầu tư ở kèo Barca chấp 1-1 hòa. Đấy. Tuy là điểm ăn hiện tại đang còn khá thấp nhưng mà mình nghĩ là an toàn hơn. Đấy. An toàn hơn cái kèo là 1.25. Với đội hình hiện tại thì trận đấu này Barcelona đang có ít nhất là 4 cầu thủ không thể góp mặt ở trận đấu này. Đó là Memphis Depay, Aurier cùng với là Christensen. Ba cầu thủ thì đang chấn thương chưa thể trở lại. Bellerin thì anh đã trở lại nhưng mà khả năng là vừa mới trở lại thì cũng chưa được thi đấu đâu. Bởi vì phong độ cũng như là thể lực chưa đảm bảo. Trong đội hình của Barcelona thì hiện tại Gavi thì vừa mới nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm. Petit và Busquets thì cũng đang có phong độ khá là tốt. Trên hàng công thì Dembele cùng với Lewandowski, hai cầu thủ đang thi đấu khá là ăn ý cùng với là phong độ đang rất là cao. Arvati cũng cho thấy được những ý tài năng của mình, nhất là trong trận đấu gặp Real Madrid vừa rồi. Đấy, anh cũng thi đấu khá là chững chạc, tuy là đang có một cầu thủ trẻ. Phải thì đối đầu với một cái đội bóng bản lĩnh và dày dặn kinh nghiệm như Real thì anh cũng đã thi đấu khá là thành công. Cunade thì anh vừa trở lại và cũng cho thấy một cái dấu ấn khá là quan trọng trong cái hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Barcelona. Đấy. Còn bên phía cầu thủ Villarreal thì trận đấu này họ sẽ thiếu vắng ít nhất là tới 5 cầu thủ. Ba cầu thủ thì đang chấn thương chưa thể trở lại. Hai cầu thủ Pamenia cũng với là Lorenzo. Hai cầu thủ này thì đã có thể trở lại nhưng mà khả năng ra sân của hai cầu thủ này cũng chưa chắc chắn. Bởi vừa mới trở lại thì thể lực phong độ chưa có nên là chắc chắn là nếu mà vào sân thì cũng vào sân từ hiệp 2 thôi. Trong đội hình của Villarreal thì hiện tại hàng thủ họ đang rất khá là tốt, thi đấu rất là hiệu quả. Đấy. Có tới ba cầu thủ đang có phong độ khá là cao cùng với là bộ đôi tiền vệ trung tâm đang thi đấu khá là tốt. Hiện tại thì nhìn vào đội hình ra sân của hai đội thì Barcelona vẫn được đánh giá là cao hơn về cái đẳng cấp cũng như là có khá nhiều cầu thủ ngôi sao trong đội hình. Đấy. Cùng nói trận đấu này chắc chắn là Villarreal vẫn chọn cách chơi là phòng ngự phản công rồi, nên lối đá đặc trưng của Villarreal rồi. Và đội chủ động tấn công chắc chắn là Barcelona. Vậy nên thì mình nghĩ là cái kèo chấp chấp 1.25 thì hơi mạo hiểm. Nhưng mà kèo chấp 1 thì mình nghĩ anh em có thể tin tưởng được cái trận đấu này. Đấy. Anh em có thể lựa chọn cái kèo là Barca chấp 1 hòa. Còn ở kèo bàn thắng thì hiện tại trong đội hình của Barcelona, cầu thủ đang có cái số bàn thắng tốt nhất là Lewandowski rồi. Anh đã có 9 bàn ở mùa giải này cùng với là Dembele cùng với Ansu Fati. Cả hai cầu thủ này đều đang sở hữu cho mình mỗi cầu thủ mỗi người 2 bàn thắng. Đấy. Lewandowski mùa này thì thi đấu khá là tốt, đang giữ được phong độ khá là tốt. Anh cũng đã có 3 kiến tạo cùng với Ansu Fati. Mỗi người đều có 3 kiến tạo mùa giải này. Còn bên phía Villarreal thì cầu thủ ghi bàn tốt nhất đến thời điểm hiện tại là tiền vệ số 16 Baena. Cầu này cũng có 3 bàn cùng với là Moreno và Danjuma. Moreno thì anh đang chấn thương nên chưa thể trở lại trận đấu này rồi. Nên là mình đánh giá là hàng công của Barca vẫn tốt hơn. Và nếu như một thiếu trận một chiều thì bàn thắng cũng chỉ đến từ phía Barcelona thôi, mà giỏi lắm thì mình nghĩ là Barcelona cũng chỉ thắng cách biệt 2 bàn. Nên là cái mã bàn thắng 3 hòa mình nghĩ là khó nổ. Và thứ hai nữa, nếu mà 3 bàn anh em cũng hòa tiền rồi. Đấy. Nên tốt nhất là anh em nên lựa chọn kèo khác, ví dụ như kèo góc thẻ. Hiện tại thì Barcelona đang chấp góc là 3.5, tài xỉu góc là 9.5. Những trận đấu gần đây của Barcelona thì cụ thể như là trận gặp Inter tới sân nhà vừa qua ấy. Thì trận đấu đó họ cũng đã kiếm góc khá là tốt. Đấy. Kiếm tới 10 góc. Đấy. Trước câu bộ Inter Milan. Còn đối với Villarreal thì họ cái lối chơi phòng ngự chặt phản công của Villarreal thì mình nghĩ là khả năng kiếm góc của họ rất là khó. Ở cái trận đấu gần đây nhất khi mà họ làm khách đến sân của Sociedad thì họ cũng chỉ kiếm được có 3 góc. Còn Real Sociedad đã kiếm được 9 góc, cho nên là khả năng kiếm góc của
Villarreal rất là kém, nên là mình nghĩ là trận đấu này anh em có thể tin tưởng thêm cái mã kèo là Barca chấp góc 3.5 cả trận ở trận đấu này. Đấy, hai mã kèo anh em có thể tham khảo ở trận đấu giữa Barcelona và Villarreal. Nói chung thì cái thời điểm mình làm video thì còn khá là sớm, cho nên là những nhận định của mình cũng có thể đúng có thể sai. Đấy, anh em cũng chỉ nên tham khảo thôi. Còn tới hơn 4 tiếng đồng hồ nữa thì trận đấu sẽ diễn ra. Đấy, và mình cũng chỉ chốt cho anh em những mã kèo uy tín khi có đội hình ra sân chính thức. Đấy, và anh em nào muốn nhận những mã kèo chuẩn thì anh em có thể liên hệ mình để vào nhóm bọn mình. Đấy, hiện tại thì cái nhóm bọn mình cũng đã có tới gần 150 thành viên rồi. Đấy, anh em liên hệ sớm thì mình sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh em vào nhóm. Cái địa chỉ liên hệ với mình thì mình để phần giới thiệu kênh bóng cũng như phần mô tả ở bình luận ở mỗi video. Anh em kết bạn sớm thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Còn video này thì mình cũng kết thúc tại đây. Cũng chúc anh em đam mê bóng đá cũng như anh em bet thủ có một đêm đầy thắng lợi. Và anh em cũng đừng quên là ấn like và cho mình và anh em đừng quên là cho mình một like và ấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.